xe tay côn Honda CD110 phiên bản mới ra mắt, giá từ 19 triệu đồng. Mẫu xe tay côn đàn em của Honda NX vừa ra phiên bản mới tại Ấn Độ với hai tùy chọn gồm Deluxe và Standard, giá khởi điểm từ 19,08 triệu đồng. Theo Indian Auto Blogs, Honda vừa ra mắt mẫu xe côn tay Honda CD110 tại thị trường Ấn Độ với hai bản tùy chọn gồm Deluxe và Standard, giá xe khởi điểm từ 60.508 INR, tương đương với khoảng 19 triệu 80.000 đồng. Ở phiên bản mới này, Honda sử dụng phong cách đồ họa mới, mang đến thiết kế đậm tính thẩm mỹ cho Honda CD110, với các khối góc cạnh, gương chiếu hậu và thân xe phối màu hiện đại, cá tính. Xe trang bị bánh xe màu bạc tạo ấn tượng trực quan mạnh mẽ. Ngoài ra, Honda cũng trang bị cho mẫu xe này các tính năng hiện đại như bộ đề im lặng ACG, công tắc khởi động dừng động cơ, đèn pha DC mang đến khả năng chiếu sáng ổn định, tích hợp chùm đèn pha và công tắc chuyển, yên xe thiết kế dài hơn, êm ái hơn giúp người dùng ngồi thoải mái hơn, hệ thống phanh liên hợp CBS, lốp không xăm với lốp HET phía sau cho lực cản lăn thấp, phanh tăng chống. Ngoài ra, xe còn sở hữu công nghệ ESP hiện đại giúp xe đi đầm chắc, tiết kiệm xăng đáng kể với động cơ đơn xi lanh, dung tích 109,51cc. Nó có khả năng sản sinh công suất tối đa 9,10 PS tại 7.500 vòng phút và mô men xoắn cực đại 9,30 Nm tại 5.500 vòng phút. Đặc biệt khi mua xe, khách hàng sẽ được bảo trì pin xe miễn phí,